Chào toàn thể anh chị em đang theo dõi clip của em nhé. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên em lại mới về một chiếc xe Toyota Vios được sản xuất năm 2005 bản Nimo lưng. Đây là một mẫu xe của Toyota anh chị nhé. Toyota với động cơ 1.5 số sàn, màu trắng, biển Hà Nội một chủ từ đầu. Thì xe đang được bên em chào bán với mức giá rất hợp lý thôi, 152 triệu đồng. Đấy. Giá trên là đã bao gồm phí rút hồ sơ rồi anh chị nhé. Đây là một cái mẫu xe mà để cho anh chị về để tập lái hay là đi lại gia đình đều ok hết. Vì là mẫu xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Với cái động cơ 1.5 mà đã là xe của Toyota rồi thì là nó là rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Đây là chiếc Toyota Vios Nimo. Đấy. Được sản xuất năm 2005. Với cái động cơ 1.5 và 5 chỗ ngồi anh chị nhé. Xe thì còn rất là đều xe, đẹp xe. Bốn kính đã lên là chỉnh điện rồi. Đấy. Bốn kính lên chỉnh điện anh chị nhé. Đấy, gương chỉnh điện này, bốn kính chỉnh điện đã lên rồi. Đấy, chỉ mỗi chưa lên la răng đúc thôi. Với cái diện tích con này thì nó rất là rộng rãi về cho anh chị để chạy sử dụng dịch vụ hay là đưa đón con cái đi học. Đây, rất là rộng rãi chị nhé, bốn kính đã lên chỉnh điện rồi. Và keo chỉ con này không hề bị mất phân nào luôn. Chỉ với 152 triệu đồng thôi. Giá rẻ hơn một chiếc đắt hơn một chiếc đắt một chút. Tổng thành xe vẫn còn rất là đều và đẹp anh chị nhé. Đèn đôi đèn pha trước này còn rất là sáng này. Biển Hà Nội một chủ từ đầu. Tổng thành xe thì còn rất là đều xe và đẹp xe. Cái màu trắng này các bác nhìn thấy màu quanh xe nó không hề bị lệch màu một chút nào. Bốn kính chỉnh điện này. Đấy. Lên nhìn mặt đồng hồ này, táp lô táp ly còn rất là mới luôn. Đấy, chủ xe đã mua thêm một bộ áo ghế rất là sáng và sạch. Đấy. Xe thì cam kết là không mất một phân keo chỉ nào rồi. Không hề bị mất một phân keo chỉ nào anh chị nhé. Đấy, con này em quay qua thôi. Về giá nó cũng rất là hợp lý rồi, 152 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đấy. Các bác nhìn đây. Chiếc xe này là có chạy dịch vụ ra nhá. Em nói trước luôn. Đấy. Chiếc xe này là một chiếc xe có chạy dịch vụ ra nhưng mà hoàn toàn là không tai nạn đâm đụng gì cả. Máy móc cực kỳ chất luôn. Máy móc cực kỳ chất luôn và cái cốp khoang cốp chứa đồ của nó nhá, rất là rộng rãi anh chị nhé. Khoang cốp chứa đồ rất là rộng rãi. Đây chị nhá. Đây. Khoang chứa đồ rất là rộng rãi. Cái này không hề đâm đụng gì này. Đấy. Mới thay cái dây công tơ mét. Đây không hề đâm đụng rồi, anh chị nhìn này. Được sản xuất năm 2005. Đấy, không hề mục mọt đâm đụng gì nhá. Trong cái phần đằng sau này thì về anh chị có thể là cắt một cái miếng gỗ ép đấy để lên trên này xong rồi trải miếng thảm này lên thì là nó sẽ đẹp luôn thôi, không có gì phải suy nghĩ cả. Đấy. Cốp rất là rộng rãi. Điều hòa con này anh chị nhé, điều hòa con này cũng rất là mát luôn. Đấy, đè phát ăn ngay. Đây, vòng tua rất là đều luôn. Vòng tua rất là đều. Có đồng hồ hiển thị xăng đấy và order chip. Nên đây, bốn kính chỉnh điện này. Đầy đủ anh chị nhé. Bốn kính như nhau. Bốn kính như nhau. Nè. Điều hòa đầy đủ này, điều hòa con này rất là mát luôn. Cốp kiếc đầy đủ này, 152 triệu đồng thôi. Báo rút hồ sơ cho chị. Đầy đủ này, rất là rộng này. Bây giờ em xin giới thiệu phần khoang máy động cơ. Khoang máy động cơ của chiếc Vios Nimo này. Máy rất là khô nhá anh chị nhá. Máy rất là khô luôn, lỗ rất là êm ái này. Đang lỗ máy á. Rất là êm ái luôn. Đó. Máy gì này? Màu trắng nguyên bản nhá. Màu trắng nguyên bản anh chị nhá. Không hề đâm đụng một chút nào luôn. Đấy. Màu trắng nguyên bản này.
đầu không hề đâm đụng như nào luôn. Đấy, máy nổ rất là êm luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo cho em theo số điện thoại 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Đấy, sau video này thì các bác đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày. Thì em xin phép hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video sau. Xin chào tạm biệt.